trong tháng 3 vừa qua, Việt Tân và các tổ chức ảo của nó bày vẽ cái gọi là lá thư chung của 136 tổ chức kêu gọi hành động vì Hoàng Sa, Trường Sa. Nhân danh tố Trung Quốc xâm chiếm các đảo của Việt Nam năm 1974 và 1988, nhưng mục đích chính là tạo cớ xuyên tạc, vu khống nhà nước Việt Nam vẫn chưa làm đủ để minh định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, giành lại lãnh thổ lãnh hải và bảo vệ người dân. Người dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, công khai lên án các hành vi gây hấn của Bắc Kinh thì bị đàn áp, bỏ tù. Đây có thể gọi là trò hề của Việt Tân, bởi việc nhân danh kêu gọi hành động để bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đất nước. Vậy mà cái gọi là thư này bỏ qua tất cả những bằng chứng pháp lý, lịch sử rõ như ban ngày, đầy thuyết phục mà nhà nước Việt Nam đã nhiều lần nêu trên công luận, trên các diễn đàn quốc tế để khẳng định đanh thép chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Chắc hẳn nhiều người sẽ không xa lạ với cái tên Nguyễn Văn Đài, một gương mặt nổi tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ và Đảng Việt Tân. Từ khi ra tù và sang Đức tị nạn chính trị, Đài mất kết nối với xã hội Việt Nam và chỉ còn là cái loa lặp lại những luận điệu tuyên truyền thô thiển nhất. Chẳng hạn mới đây, trên trang cá nhân, Đài kêu gọi người dân Việt Nam, thay vì trông chờ vào chính sách xóa đói giảm nghèo, hãy đứng lên xóa bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam để giành tự do dân chủ. Và liên tục, Việt Tân cũng như nhiều thế lực phản động khác mua chuộc một số thành phần cơ hội chống phá đất nước để khơi gợi, tiếp sức, a dua, đồng lõa với kẻ phản quốc, dã tâm, cung cấp thông tin xuyên tạc, bóp méo tình hình Việt Nam. Vẫn là những chiêu trò cũ rích, các phần tử phản động liên tục xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thổi phồng những hạn chế yếu kém trong quản lý, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Tuy không mới, nhưng nó đã có ảnh hưởng như thế nào đến quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên? Từ đó, chúng ta cần có những biện pháp gì? Để làm rõ hơn nội dung này, biên tập viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng. Trước hết xin cảm ơn nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, những cái chiêu trò, những thủ đoạn, những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch thì tuy không mới, nhưng những cái bài viết mang tính phản động như vậy thì đã có ảnh hưởng như thế nào tới người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên? Trước hết là nó làm cho người ta hoang mang, nghi ngờ cái tính đúng sai, thật giả của các cái thông tin mà họ tiếp nhận. Và chính cái điều đấy làm cho họ bán tín bán nghi và không biết được là cái thật giả đúng sai như thế nào, và dẫn đến một thái cực thứ hai là họ mất niềm tin về cuộc sống, mất niềm tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là những người mà do thiếu thông tin hoặc nhẹ dạ cả tin, nhận thức không đầy đủ, họ đưa ra những cái phát ngôn, những quan điểm lệch lạc, không đúng về sự thật đấy. Đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, đó là một cái điều hết sức bất cập mà chúng ta phải phân tích, đánh giá, phải có cái chủ trương biện pháp để mà lấy cái thông tin tích cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu và tạo một cái luồng thông tin lành mạnh trong xã hội và kịp thời đến với người dân để họ nhận thức đúng, đầy đủ và phá tan cái đám mây mờ bao phủ trong xã hội, trong đời sống của cộng đồng dân cư hiện nay. Chúng ta vẫn thường nói là lấy xây để chống. Vậy thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, lấy xây để chống thì xây như thế nào cho chắc để chống lại những cái thông tin xấu độc như vậy? Giống như xây một cái nhà phải có cái ý tưởng tốt, phải có cái bản thiết kế, phải có cái đội ngũ thợ, phải có nguyên vật liệu, phải có thiết kế thi công thật tốt. Thì trong cái xây dựng này chúng ta cũng phải làm tốt từ vấn đề nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân, cho bộ đội. Họ nhận thức đúng, hiểu đúng thì họ làm đúng. Nhận thức sai, hiểu sai thì họ làm sai, mà sai một ly đi một dặm. Cái thứ hai, chúng ta là phải tuyên truyền cho mọi người hiểu cái nguồn gốc bản chất âm mưu, thủ đoạn, tác hại của hoạt động chống phá diễn biến hòa bình để người dân người ta biết được cái bản chất nguồn gốc của nó và từ đó người ta có niềm tin để người ta
phê phán, phản bác, nhận diện, biết cái nào là đúng, cái nào là sai và cần phải phối hợp như thế nào để đập tan cái quan điểm sai trái thù địch đấy. Và cái điều thứ tư hết sức quan trọng là chúng ta bằng đời sống hiện thực phải cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội và nhân dân. Cái đây là cái mang lại giá trị niềm tin để nó phủ nhận, nó tự nó bác bỏ các cái quan điểm sai trái thù địch. Và chính cái này là cái để người ta xác nhận cái tính chân lý, cái tính chân thực của cuộc sống. Cho nên các quan điểm sai trái thù địch dù có nói bao nhiêu nhưng mà người ta soi dọa vào trong cuộc sống thì chính cái đấy là một cái sự thật, nó nói lên tất cả, nó bác bỏ mọi cái sai trái đi. Vâng, đồng chí vừa đề cập đến vấn đề xây dựng niềm tin. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng niềm tin cho nhân dân, cho cán bộ đảng viên để họ tin vào đường lối chủ trương của Đảng để chống lại những cái thông tin xấu độc như vậy? Người dân chỉ tin Đảng, Nhà nước khi mà đời sống của họ, mức sống, thu nhập, công ăn việc làm, các cái tiêu cực trong xã hội thì dần dần bị dẹp đi. Đấy. Chứ còn nói rất nhiều nhưng mà đời sống của nhân dân, rồi sinh hoạt của cộng đồng và công ăn việc làm của người dân, thu nhập không có thì cái niềm tin nó bị lung lay. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, trong giáo dục, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, chúng ta có những cái phải thông tin, phải đi trước để định hướng nhận thức và định hướng dư luận. Chúng ta phải quán triệt, phải giáo dục rõ cái mục đích, yêu cầu phải tham gia đấu tranh như thế nào, tạo ra một cái chất đề kháng. Mà khi con người đã tự ý thức, đã tự giác, giác ngộ thì họ sẽ bước qua cái ranh giới, cái làn ranh đỏ đấy để mà tự bảo vệ mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, những cán bộ đảng viên phải nêu cái gương, làm sao trong quan hệ ứng xử trong cơ quan đơn vị và trong gia đình, những cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu. Và cái điều cuối cùng đó là việc tham gia vào các cái tổ chức đoàn thể, ở đấy không có cái đất trống, không có cái khe hở cho các cái tin xấu độc, cho các cái sản phẩm văn hóa đồi trụy, các cái lối sống thực dụng phương Tây len lỏi vào, thì đó là tạo ra môi trường lành mạnh và đó chính là vấn đề chúng ta xây. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thời gian qua thì nhiều cơ quan đơn vị cũng đã có những cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, xây dựng niềm tin và ý chí quyết tâm cho cán bộ đảng viên, nhân viên, đặc biệt là đối với cán bộ đảng viên trẻ. Học viên là con em dân tộc thiểu số được đào tạo tại trường quân sự quân khu 2 chiếm tỷ lệ cao. Trong số đó, phần lớn các học viên ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Các thế lực thù địch vẫn thường lợi dụng đồng bào dân tộc ở các tỉnh trên địa bàn quân khu để thực hiện các âm mưu diễn biến hòa bình, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết. Xác định được điều này, nhà trường luôn chú trọng gắn kiến thức giảng dạy với thực tiễn ở từng địa phương của học viên, nhất là kiến thức về đảm bảo quốc phòng an ninh, giúp các học viên giữ vững được tư tưởng, bản lĩnh chính trị và nắm được thủ đoạn của các thế lực thù địch, hiểu được quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Với đặc thù nhà trường thì hàng năm thì tiếp nhận cái số hạ sĩ quan là người dân đồng bào, tại vì địa bàn trên 9 tỉnh thì cơ bản là có 4 tỉnh nội địa và 5 tỉnh biên giới, thì thường thường con em đồng bào dọc rất đông, và đặc biệt cái số mà học cái lớp cao đẳng rồi đại học, hoàn thiện cao đẳng xã phường hoặc làm đấy thì là cơ bản con em đồng bào dân tộc. Thì những cái nội dung này thì chúng tôi đã chú trọng, ngoài cái việc là nâng cao cái nhận thức rồi, chúng tôi thường xuyên là lắm động viên tư tưởng, rồi là quản lý chặt chẽ từng địa bàn, từng cái khu vị trí, đặc biệt là những cái đồng chí ở giáp biên giới. Và khi những đồng chí về nghỉ mà về công tác tại địa phương và xuống học theo cái kế hoạch ấy, hoặc những đối tượng hạ sĩ quan, là chúng tôi thường xuyên quản lý chặt chẽ, nắm tình hình tư tưởng, cơ bản là động viên. Là khi tiếp nhận được cái thông tin trên mạng xã hội thì việc đầu tiên là phải xem hết cái thông tin đấy, xem nó. Không phải một buổi học tập chính trị, nhưng những người lính kho ở kho 205 cục quân nhu được bồi dưỡng lập trường tư tưởng, được nhận diện những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tranh thủ giờ nghỉ giữa ca, tranh thủ ở mọi lúc, mọi nơi, cán bộ chính trị của đơn vị có thể nắm bắt và định hướng tư tưởng, đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân viên cần sử dụng trang mạng xã hội như một kênh thông tin, tuyên truyền những thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi ngày một chút như những hạt phù sa, bồi đắp niềm tin và lý tưởng cách mạng cho họ. Hiện nay thì trên mạng Internet có rất nhiều thông tin xấu độc, bôi nhọ và bịa đặt về Đảng và Nhà nước. Thì bản thân chúng tôi làm việc trong môi trường quân đội, được cơ quan đơn vị giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Vì thế chúng tôi giữ vững được cái bản lĩnh chính trị và nhận diện được những cái thông tin xấu độc đó để phản bác và đấu tranh lại. Chúng tôi xác định là việc làm thường xuyên,
hàng ngày cũng như là hàng tuần thì chúng tôi đều có, và kể cả trong cái quá trình các cái giờ nghỉ ngày nghỉ thì đội ngũ cán bộ nhân viên các cấp, thế rồi lực lượng 47 của các cái ban phân kho thì đều là có những cái mà thông qua cái việc như là trao đổi, thế rồi thông qua cái việc nói chuyện để định hướng cho cán bộ nhân viên mình là tiếp cận các cái thông tin đó nó đúng. Và khi mà có những cái thông tin nó nổi cộm thì đây là những thời điểm mà chúng tôi xác định là mình cần phải có những cái định hướng tập trung ngay để định hướng cho quân nhân mình vào những cái đúng và những cái sai để tránh là bị các cái phần tử lôi kéo. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ lâu dài và hết sức khó khăn. Nếu như thế hệ trẻ không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có lý tưởng cách mạng thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị các thế lực thù địch lôi kéo để quay lưng lại với nền tảng tư tưởng của Đảng. Ở Cục Quân Nhu, Tổng cục Hậu Cần, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng còn được triển khai lồng ghép trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là thực hiện nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi cũng chú trọng là lồng ghép cái nội dung đó vào các cái phong trào thi đua của Cục trong thời gian vừa qua, đặc biệt là phong trào thi đua quyết thắng của Cục, cũng như là các cái hoạt động thi đua của cơ quan đơn vị của Quân Nhu trong thời gian vừa qua, xây dựng các cái điển hình tiên tiến và nhân rộng trong cơ quan đơn vị của Quân Nhu, đặc biệt là cái vai trò của các đồng chí cán bộ chủ trì, những cái đồng chí đứng đầu để làm sao có cái sức lan tỏa cái nội dung đó trong cơ quan đơn vị của Quân Nhu. Thông qua những hình thức học tập chính trị linh hoạt và sáng tạo mà nhiều cán bộ đảng viên trẻ ở Cục Quân Nhu nỗ lực trong công tác, trong nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, đã có hàng trăm đề tài khoa học, đã có hàng nghìn sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn. Nếu không có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và niềm tự hào, thì làm sao đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ có những đóng góp và cống hiến như vậy? Trong thời gian qua, thì Đảng ủy Chỉ huy Cục Quân Nhu, mà trực tiếp là Đảng ủy Chỉ huy Viện Nghiên cứu Quân Nhu, đã có rất nhiều những chương trình, kế hoạch, biện pháp để giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, cũng như việc tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng cũng như là động lực để mỗi cán bộ nghiên cứu như tôi yên tâm công tác, luôn sáng tạo cũng như là khát vọng để thực hiện những cái đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu chế thử, đáp ứng yêu cầu của quân đội tinh gọn mạnh trong thời kỳ mới.